y văn cụ thể về chăm sóc vết thương rồi môn thì sau khi em tìm kiếm thì nó cũng không có trong cái y văn của thế giới cũng chưa có nhiều. Thì mục tiêu trong bài hôm nay không có tập trung vào việc chăm sóc như thế nào, mà sẽ nhận diện các cái yếu tố ảnh hưởng đến sự làm vết thương, cũng như là mình có những kế hoạch. Thì trong quá trình mà mình gặp khó khăn khi mà chăm sóc vết thương hậu môn thì mình sẽ tìm kiếm và trao đổi thêm. Thì đây là những cái vấn đề mà em đã tìm thấy khi bắt đầu nghiên cứu về chăm sóc vết thương hậu môn. Thì thường cái bài này thì thường các quý anh chị, các bạn thường nghĩ là của điều dưỡng. Thì vấn đề của mình ở đây thì mình nên đặt lại vai trò của bác sĩ trong việc chăm sóc vết thương hậu môn, đó là mình lên kế hoạch cũng như là có một sự thống nhất trong cái nhóm chăm sóc vết thương. Thì đây là cái câu mà hồi xưa giờ người ta nói là mọi vết thương nó đều sẽ lành hết, nhưng mà sự thật có phải như vậy không? Thì có người khác người ta nói là vết thương nó không có lành đâu, vấn đề là mình sẽ chịu quen với cái nỗi đau đó thôi. Là bệnh nhân có vết thương thì mình cũng quen thôi, thì từ bớt đau thôi. Thì em sẽ nói lại cái vấn đề này là tất cả vết thương muốn lành đều cần phải có thời gian. Thì làm sao để biết một cái thời gian? Thông thường thì chắc chắn là các bạn sẽ phải, quý anh chị sẽ phải chăm sóc vết thương nhiều, theo dõi nhiều, thì bạn sẽ có một cái khung thời gian tham chiếu của mình. Hồi xưa em nhìn cái biểu đồ này, em được học thì em cũng không có ấn tượng gì mấy. Thì em biết là mỗi cái nó có từng pha thôi, nhưng mà khi em chăm sóc vết thương á, thật sự thì em thấy cái biểu đồ này thật sự có ý nghĩa, thì em mới chia sẻ lại. Thì cái giai đoạn cầm mẫu nó sẽ xảy ra là trong vòng 24 giờ đầu, tới cái đỉnh nó là 12 giờ đầu. Thì thường cái chảy máu sau mổ rò, nếu mình cầm máu tốt, cầm máu kỹ, thì em thấy nó sẽ chảy máu khi bệnh nhân về và nhập viện lại, chứ ít khi mà sẽ là chảy máu ở thời điểm mà sau mổ. Thường sau điểm sau mổ thì có thể cái lỗi kỹ thuật, nhưng mà sau mổ 24 tiếng thì nó có thể bệnh nhân chảy máu và quay trở lại. Đối với giai đoạn cấp là acute thì khi mình em thay băng trong giai đoạn cho 3 đến 4 ngày đầu thì vết thương bệnh nhân rất là đau, thì mình phải có những cái cách để khống chế cái giai đoạn viêm này để cho bệnh nhân bớt đau hơn, bằng cách có thể là mình có thể sử dụng sirocaine tại chỗ. Trong các cái giai đoạn sau, giai đoạn tăng trưởng cũng như giai đoạn là tái cấu trúc, và mặc dù mình đã cố gắng thì sau một năm vết thương chỉ làm được 80% thôi. Thì đây là cái kế hoạch chăm sóc vết thương để mình có một cái kế hoạch cụ thể. Khi mình lên cái kế hoạch thì mình phải định hình cái việc chăm sóc vết thương ngay trước lúc phẫu thuật, trong phẫu thuật và sau phẫu thuật. Tất cả những cái này là mang yếu tố là em chia sẻ những cái việc mà em tìm kiếm được và mang kinh nghiệm cá nhân, và chưa có một cái tài liệu nào người ta đề cập tới. Thì trước phẫu thuật thì mình sẽ cân nhắc, nhưng mà nó nằm trong về những kiến thức chung của chăm sóc vết thương cơ bản. Thì mình sẽ đánh giá tình trạng dinh dưỡng, nếu mà nhân dinh dưỡng kém quá thì vết thương cũng không có lành được. Về phương pháp phẫu thuật, nếu mà mình cảm thấy vết thương rò môn đơn giản, mình có thể tiếp cận theo phương pháp phẫu thuật clip của anh Trương đã đề cập, thì cái việc chăm sóc vết thương nó sẽ đơn giản hơn. Và các bệnh lý nội khoa đi kèm để mình sử dụng thuốc, mình kiểm soát được cái bệnh lý. Và các kế hoạch trong lúc phẫu thuật thì mình phải chú ý đến các vấn đề như là năng lượng trong phẫu thuật, mình có cần phải nhét gạt hay không nhét gạt, và mình có cần phải cạo lông trong lúc mổ, hay là vấn đề xử lý các ống dẫn lưu như thế nào. Thì có một câu nói khác của Alan Walker, người ta nói là vết thương sẽ lành từ lúc mà nó được tạo ra. Thì mình chính là tác giả, phẫu thuật viên sẽ là người tạo ra vết thương đó. Thì làm sao nó sẽ lành bắt đầu từ ở thời điểm mà mình tạo ra nó. Do đó việc mình sử dụng năng lượng thì em cũng được may mắn là được biết được vấn đề này trong khoảng năm gần đây. Thì biết được về sử dụng năng lượng thì coi như vết thương sau mổ rò hậu môn được coi như là một vết thương do bỏng nhiệt. Làm sao mình sử dụng một cái năng lượng tối thiểu để giảm mức độ bỏng cũng như là giảm mức độ tổn thương. Và mình có nên nhét gạt hay không, và packing là gì? Thì packing và những quan điểm gần đây thì người ta cho rằng là mình sẽ không có packing nữa. Nhưng trong một cái nghiên cứu của Cochrane năm mới tổng kết năm 2016 thì người ta sử dụng cái gạt để mà packing vào trong hậu môn, so sánh với cái việc không packing. Thì người ta cho rằng là việc mình packing
nó sẽ làm cho vết thương nó chậm lành hơn với việc là mình không có bắt kinh. Nhưng định nghĩa ở trong cái đọc lại cái nghiên cứu thì người ta bắt đầu thực hiện so sánh là sau 24 giờ khi bệnh nhân xuất viện, còn trong 24 giờ sau khi mổ thì người ta vẫn bắt kinh. Và cái chuyện non bắt kinh này không có ý nghĩa là người ta không có nhét gạt hay không có sử dụng gì khác, mà người ta sử dụng những cái gạt hiện đại và người ta đưa vào trong vết mổ, thì những cái gạt này nó sẽ thấm hút vào vết thương mà nó không có mục đích là chèn ép vào trong cái mô cũng như cấu trúc vết thương nhằm mục đích giống như trước đây mình làm để mình giúp cho lành thương, thì cái chuyện này nó không còn ý nghĩa nữa. Thì có rất là nhiều nhóm gạt, ta tạm thời ta chia làm hai nhóm là nhóm cổ điển và nhóm những cái gạt hiện đại. Thì tùy theo từng giai đoạn vết thương mà mình sẽ sử dụng các nhóm gạt này. Thì trong một cái bài khác thì khoa môn trực tràng sẽ trình bày về những vấn đề này, về việc thực hiện cái dẫn lưu là khi nào mình rút cái dẫn lưu. Thì rút dẫn lưu cái này cũng dựa trên kinh nghiệm của thầy Hưng, anh Hậu, anh Tính anh truyền đạt lại, thì đến lúc mà dẫn lưu nó hết kinh nghiệm chăm sóc thì trong khoảng 7 đến 14 ngày, thì khi vết thương dẫn lưu nó khô, nếu mình chăm sóc đúng cách thì mình sẽ cắt, mình rút đi. Có nên cạo lông trong lúc mổ hay không thì đây là một vấn đề tùy theo kinh nghiệm thôi. Tuy nhiên khi em chăm sóc mà vết thương nó có lông thì khi mình dán hoặc gạt thì thay ra rất là đau cũng như rất là khó chăm sóc. Về mặt đánh giá vết thương thì cơ bản sẽ có ba cái vấn đề là đánh giá về cái giường vết thương, rìa vết thương và da xung quanh vết thương. Thì nó có ba vấn đề chính là nhiễm trùng, dịch tiết và biofilm. Thì trước đây, những năm trước đây thì người ta tập trung cho hai vấn đề là nhiễm trùng và dịch tiết. Thì trong khoảng 2 năm gần đây thì người ta mới đầu tư nhiều khi người ta biết tới vấn đề là biofilm. Thì về dịch tiết và nhiễm trùng thì có những cái phương pháp để mà mình kiểm soát cái vấn đề này. Tuy nhiên trong cái bài hôm nay thì em sẽ tập trung về biofilm, giới thiệu thôi chứ không phải là tập trung. Về biofilm khi mà cái tay người ta tưởng tượng giống người đi trên một cái treadmill, trên một cái máy chạy bộ, ta đi tới và cái máy nó chạy ngược lại, thì nếu cơ thể mình mạnh hơn, mình đi nhanh hơn thì vết thương nó sẽ lành, còn nếu không thì cái diễn tiến của quá trình mà nhiễm trùng tại chỗ cũng như biofilm sẽ xảy ra. Thì biofilm sẽ xuất hiện khi có quá trình nhiễm trùng nó ở đã xuất hiện nhiễm trùng tại chỗ cũng nhiễm trùng lan rộng cũng như nhiễm trùng toàn thân, thì bắt đầu mình sẽ cân nhắc đến việc sử dụng các cái kháng sinh hoặc là những vật liệu kháng khuẩn tại chỗ cũng như sử dụng kháng sinh toàn thân. Thì đây là hình ảnh mà người ta giới thiệu về cái bao phim. Thì sau khi một vài vi khuẩn tiết ra được các màng thì bắt đầu vi khuẩn bên trong cái màng đó sẽ tăng trưởng và phát triển. Thì có ai có nghiên cứu nào đã chứng minh rằng là có bao phim ở trên vết thương rò hậu môn hay chưa? Thì hiện tại là chưa có nghiên cứu nào hết. Tuy nhiên nếu xét về sự tương đồng là có một cái vết thương ở trên vùng hậu môn mà có bao phim hay không, thì đây là nghiên cứu rất là mới, được công bố vào khoảng tháng 7 năm 2018 của tại ở trên một cái tạp chí của Nga, là người ta đã chứng minh rằng là cái cường độ hoặc là cái nồng độ bao phim ở trên cái vết thương nứt hậu môn mạn là rất là nhiều. Và người ta cũng liệt kê ra được là các cái dòng vi khuẩn ở trên cái vết thương ở hậu môn, trong cái nghiên cứu này là vết nứt hậu môn mạn, thì cái high density này nó xuất hiện bao phim khá là nhiều. Và trên cái nhóm đó thì mình sẽ sử dụng kháng sinh nào để mà mình kiểm soát cũng như quản lý cái bao phim đó, thì trong nghiên cứu này người ta cũng liệt kê ra. Thì trong đó đáng chú ý là ở khoa từ trước đến giờ thì mình có sử dụng levofloxacin đó. Thì trước khi sử dụng thuốc và sau khi sử dụng thuốc thì kiểm soát được cái mức độ hình thành biofilm nó cũng khá là đáng kể ở cái nhóm levofloxacin. Về một vấn đề là mà mình cũng đặt ra trong lúc mình tìm hiểu là mình học các pha là có cái pha là tái cấu trúc, vậy thì vết thương của mình sau khi mình lành á, đó là quá trình sẹo hóa hay là tái cấu trúc, thì là đang là một cái câu hỏi làm sao để phân biệt giữa sẹo hóa và tái cấu trúc. Thì nếu mà sẹo hóa thì nó không còn các cái chức năng nữa, và khi tái cấu trúc nó đảm bảo các cái chức năng của nó phải hồi phục, da vùng đó phải đàn hồi, những cái vai trò chức năng của cơ thắt, những cái mô tại chỗ đó nó phải đảm bảo là chức năng. Thì một cái khái niệm mình cần phải suy nghĩ là lành thương về mặt chức năng sinh lý, tức là sau khi vết thương lành thương về mặt mô học là cơ mạch máu, thì các yếu tố thần kinh tại chỗ đó nó có lành hay không. Do đó chúng ta còn phải đặt vấn đề về việc vừa rồi là anh Hậu cũng có nói về thiên nhiên thần kinh chạy sau, là chúng ta phải cân nhắc lúc nào thì chúng ta cần phải bắt đầu
sử dụng theo dây thần kinh này sau để phục hồi lại cái chức năng của quá trình lành thương, để giảm được cái biến chứng là đi cầu không tự chủ hoặc là xì hơi không tự chủ. Thì thực ra thì thời gian nó không có làm lành được cái vết thương, là chính là bác sĩ cùng với các bạn điều dưỡng và bệnh nhân mình sẽ làm cái điều đó. Tất nhiên mình phải chuẩn bị tâm lý như vậy.